Hai bữa sáng không nên ăn khi giảm mỡ bụng. 1. Thịt chế biến. Trước khi ăn thịt xông khói hoặc xúc xích cho bữa sáng, bạn nên biết rằng thịt chế biến là một trong những thực phẩm ăn sáng gây tích mỡ bụng. Trong một báo cáo từ tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, thịt chế biến được cho là có mối tương quan tích cực với việc tăng cân, chỉ sau sô cô la và bánh quy giòn. Một nghiên cứu năm 2019 từ tạp chí Béo Phì quốc tế cho thấy rằng việc hạn chế đáng kể lượng tiêu thụ thịt chế biến cùng với đồ uống có đường và rượu để duy trì mức mỡ nội tạng thấp. 2. Ngũ cốc có đường. Tiêu thụ quá nhiều đường là cách nhanh chóng làm chệch hướng mục tiêu giảm cân của bạn và nhiều loại ngũ cốc phổ biến đều chứa đường. Theo một nghiên cứu được tìm thấy trên tạp chí Phòng ngừa Tim mạch châu Âu, đường bổ sung có liên quan đến việc tăng mô mỡ nội tạng nhiều hơn. Chính vì thế, hãy thử một loại ngũ cốc chứa ít đường, nhiều chất xơ và protein hơn để bạn cảm thấy no cho đến bữa trưa.